ở đây trang trí đẹp, tiếp đón nồng hậu. Rất tốt quá, rất chuyên nghiệp ạ. Nhân viên nhiệt tình dễ thương, rất là ấm cúng và rất là vui tươi. Thì Việt Travel đưa ra rất là nhiều bộ sản phẩm đặc biệt vào trong mùa thu. So với những năm trước thì cũng có nhiều cái điểm mới hơn, đặc biệt là về những cái mức giá ưu đãi dành cho quý khách đi vào mùa thu năm nay, như là tuyến Hàn Quốc và Trung Quốc với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 9.990.000 đồng một khách, Đài Loan từ 12.990.000 và Nhật Bản chỉ từ 24.990.000 đồng một khách. Tụi cô đăng ký đi tour Hàn Quốc lần đầu tiên trải nghiệm thì đúng ngay cái mùa mà giảm giá, đã giảm giá rồi mà hôm nay ngày đặc biệt nữa còn giảm giá hơn nữa. Rất tốt quá, rất chuyên nghiệp ạ. Cô đi nhiều nơi rồi cũng so sánh chỗ này rất là chuyên nghiệp á, văn phòng cũng khang trang, rất ok. Cô rất thử cái uống nước trước rồi lúc mà đang làm tour đó. Cái thứ hai là chụp hình, cô thấy rất là ok. Rất là lạ. Cô là khách hàng thân thiết của Vietravel tỉnh hơn 10 năm mà. Cô đi Hàn Quốc không? Cô đi với bạn đúng không? Xã nữa. Cô đến là Đảo Nam Y với lại thư viện với công viên. Giá tour năm nay cô thấy nó hợp lý hơn, thấp hơn. Có, cô có nhận được cái chương trình gửi qua cái chương trình khuyến mãi của mấy cái nhân viên ở công ty. Tham gia được cái chương trình là quay số trúng thưởng, được một cái bánh trung thu, được mời uống sữa gạo Hàn Quốc. Được, cô thấy ở đó đẹp, ở đây trang trí đẹp, nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Đi xa hơn thì chúng tôi sẽ có những sản phẩm đến với mùa thu châu Âu với những cung đường đặc biệt ở khu vực Tây Âu và Đông Âu với mức giá chỉ từ 50.990.000 đồng một khách. Đến với nước Mỹ thì chúng tôi đưa ra bộ sản phẩm với mức giá rất là ưu đãi từ 49.990.000 đồng. Đặc biệt là trong mùa thu năm nay thì đối với tuyến Mỹ thì chúng tôi đã đưa ra một cái sản phẩm, đó là sản phẩm Caravan đi từ đông sang tây của nước Mỹ dọc theo đại lộ 66 nổi tiếng và đang có mức giá ưu đãi cho khách hàng mua sớm lên đến 10 triệu đồng một khách. Đối với khu vực Nam Bán Cầu thì chúng tôi cũng đưa ra những cái bộ sản phẩm ngắm mùa xuân của khu vực Nam Bán Cầu, đó là đi Úc và đi Nam Phi với mức giá từ 49.990.000 đồng một khách. Thì nói chung là anh dự kiến là Noel anh sẽ đi tour về Hà Nội để mà đi thăm gia đình và đồng thời cũng như là đi du lịch. Thì nói chung là anh rất là bất ngờ với cái ngày hội hôm nay với chủ đề là mùa thu. Thì trang trí rất là ý nghĩa luôn, rất là lá vàng. Và ngoài ra đó thì khung cảnh đẹp thì còn có sự tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình của toàn thể đội ngũ nhân viên ở đây. Anh rất thích, anh đã trải nghiệm coi như là đầy đủ các hoạt động ở đây rồi. Thì nói chung là rất là ấm cúng và rất là vui tươi. Đó thì nói chung anh rất thích và luôn đồng hành cùng với Vietravel.